Phản ngựa lớn Hoàng Anh Tiến xin chào toàn thể các bác. Đây là tấm chiếu hương, bên em đang trong quá trình trà các bác ạ. Trà tấm chiếu hương. Tấm này là tấm số 5 khi mà hàng đang còn thô mộc. Và trong quá trình dựng phơi thì bên em cũng có giới thiệu đến toàn thể các bác rồi. Bác nào quan tâm kênh YouTube của Hoàng Anh Tiến thì các bác có thể thấy được là tấm này khi mới dựng phơi. Và sau khi dựng phơi thì bên em cũng có lên video gửi đến toàn thể các bác. Tấm này thì em xin đo kích thước trực tiếp cho các bác cùng xem. Tấm chiếu hương này thì có chiều dài bao nhiêu anh? 5m92. Có chiều dài là 5m92. Sau khi đã cắt đầu và bào đầu, trà đầu, phần đầu đã được hoàn thiện các bác ạ. Thì các bác có thể thấy khi mà mình trà qua thì vân nó nổi lên rất là đẹp, màu gỗ rất là tự nhiên. Tấm này chỉ cần lên một lốt là rất là đẹp rồi các bác ạ. Chiều rộng ngọn có chiều rộng ngọn là 2m50, vừa dài vừa rộng các bác ạ. Phần bìa tấm này thì vẫn đang còn phe bìa, nhưng mà phần bìa được bên em làm rất là kỹ. Các bác có thể nhìn thấy phần đầu gỗ, phần đầu gỗ rất là nục nạc các bác ạ, làm rất là xa tâm. Tấm này chiều rộng gốc 2m43, vừa dài vừa rộng. Tấm này rất là rộng, độ dày là bao nhiêu vậy anh? Chiều độ có độ dày là 20cm. Các bác thợ bên em đang trong quá trình trà tấm chiếu hương, vừa dài vừa rộng vừa dày. Tấm này được dựng, bên em dựng phơi rất là khô rồi, dựng phơi rất là lâu rồi các bác ạ, ổ kho rất lâu. Tấm này thì rất chất gỗ rất là khô rồi. Cây này thì với các bác có thể nhìn thấy đường vân là biết là cây này rất là già dặn, vân chun sóng nước rất là đẹp, màu sắc là màu tự nhiên của gỗ, tôm gỗ lên màu rất là đỏ, rất là sáng. Các bác có thể nhìn thấy ạ, đây là các bác thợ bên em đang trong quá trình trà. Hiện tại thì tấm chiếu hương này đang có mặt tại khu vực sản xuất cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến, nằm ngay chân cầu sông Tào, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Các bác ở gần thì có thể đến ngay trực tiếp cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến. Các bác ở xa thì có thể liên hệ theo các số hotline 0931 392 777 hoặc 0977 999 000. Phản ngựa lớn Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn ạ.